Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh cho mình để bà con nhân dân từ đỉnh Lũng Cú, Hà Giang cho tới huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau được biết đến Khang Audio Bình Dương, được tiếp cận đến những cái sản phẩm audio ngon, bổ, rẻ. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa, đài chất lượng tốt, quý vị vui lòng liên hệ 036 8888 479, giao hàng toàn quốc. Hình thức giao dịch, quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng, khi đó mình đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản, quý vị và các bạn nhận hàng trả nốt tiền, nhưng nhớ là phải vỗ tay, thậm chí vỗ càng to càng tốt. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công rực rỡ. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Thông tin tới các đồng chí, tiền phí ship chỉ 100.000 đồng. Các đồng chí ở bất kỳ tỉnh thành nào, kể từ khi giao dịch với lại đồng chí Khang ở Bình Dương đấy, cho địa chỉ là đồng chí Khang gửi đi. Gửi đi thì lúc giờ chỉ có việc rung đùi nha, ngồi rung đùi uống trà, đợi hàng đến là vỗ tay. Nhận hàng tại nhà cơ mà. Đấy. Mời các đồng chí. Vừa mới pha ấm trà uống nhỉ. Tranh thủ bây giờ còn ăn còn uống được, răng còn khỏe, còn gặm được. Thì muốn gặm cái gì thì gặm, chứ một thời gian nữa răng nó rụng rồi, có muốn gặm chả gặm được. Có phải không các đồng chí? Báo cáo các đồng chí, cách đây mấy hôm mình có giới thiệu tới các đồng chí chiếc âm ly Zinton BA8000, nhưng mà ở đây nó mờ rồi. Nhưng ở đằng sau nó vẫn còn nhé. Ở đằng sau nó vẫn còn BA8000. Âm ly này được nhà sản xuất trang bị hai cầu AB riêng biệt. Đấy. Âm ly này của công ty điện tử Phúc Lộc. Hàng có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây. Tem đấy. Yeah. Đấy. Tổng thể mặt tiền là như này. Nói chung là còn tương đối mới. Đấy. Thì hai cầu AB riêng biệt theo mình con âm ly này nhá. Ví dụ như cõng hai đôi với đường kính bát là 25 cm nha. Nhưng với điều kiện ấy, loa là thứ nhất là trở kháng phải 8 ohm. Cái thứ hai là trên thùng loa nó chỉ có một cái loa bát này. Đấy, thế loa check không tính, loa lời không tính nhá. Đấy, vì trên thực tế có rất nhiều cái loại loa mà trên một thùng nó lại có hai cái loa bát, thì con này nó chỉ kéo được hai đôi với đường kính bát 25, nhưng với điều kiện trên một thùng chỉ có một bát. Đấy, mà ở cái mức độ chơi gia đình nhẹ nhàng nhá. Đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Phúc Lộc. Đấy. Đây. Đấy, 12 con, mỗi bên 6 con. Tên của nó là C5200 và A1943 nhá. Còn nguyên zin. Đấy. Bên đây nữa này. Phúc Lộc đâu? Đây Phúc Lộc đây. Đấy, đây có chữ Phúc Lộc nhá. Đấy. Bên này có chữ Phúc Lộc nữa này. Đấy, tức là gì? Đấy, muốn cho quý vị và các bạn xem. Chứ còn thực tế ra hàng của mình, hàng zin là bỏ zin, hàng sửa là bỏ sửa. Các đồng chí cứ an tâm. Âm ly này được sử dụng IC ECHO 0306 nhá. 0306. Đấy. Bùa nó cứ vàng ươm thế này nhỉ. Không có lai căng một cái gì cả nhá. Không có lai căng một cái gì cả. Tất cả còn nguyên zin ngoại trừ thay câu tắc và chiết áp. Đây Phúc Lộc này. Đấy. Thì cái dây nguồn này này, cái dây nguồn này, dây nguồn này là mình phải nâng lên. Đấy, nhà sản xuất là người ta thả xuống dưới, đi ở dưới, nhưng mà mình nâng cao lên đi nha. Cách ly khỏi ấy. Với lại vỏ máy đây. Đấy, chỗ nối là phải đi bằng cái gen này, xong rồi cái dây rút này buộc lại nhá. Đấy, vì bản chất vấn đề là nhà sản xuất người ta đi thông qua cái chạm này này, cái cầu loa này. Đấy, thế nhưng mà bây giờ ấy, trước đây mà không biết sờ vào là nó giật cho bỏ mẹ. Đấy, nhưng mà bây giờ sờ vào thoải mái, tại vì ở cái trạm loa là trước đây là nó có điện 220V này. Đấy. Đây là địa chỉ này. Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Phúc Lộc nha. Hàng có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Còn đây là thông tin kỹ thuật. Thông số kỹ thuật đây. Đấy, BA8000. Công suất là 800W. Nha, công suất ra la là 400W một bên.
Đấy, với điều kiện là 8 ôm. Đây. Nó không lấy nét được. Đấy, cái này nó phải để xa để gần nó cứ rúm vào. A trên B dưới. À, trở kháng thì 4 đến 8 ôm đến 4 ôm đây này. Từ 4 ôm đến 8 ôm. Đấy, trở kháng này. Đấy. Tức là con âm ly này nhá, trở kháng 4 đến 8 ôm, công suất là 800W là max, lớn nhất là 800W. Đấy, thông tin thế. Đấy, các đồng chí như vậy cho nó dễ. Bây giờ mình test nhạc luôn nhé. Bây giờ mình test ra cái phần karaoke. Phần karaoke cũng như là cái phần nhạc nhẽo. Để làm gì? Để các đồng chí xem mà ưng cái bụng ấy thì liên hệ mình, cho mình địa chỉ nha, cho mình biết địa chỉ. Chứ mình chả lấy địa chỉ nha, cho mình biết thôi. Đấy, biết xong là mình lấy cái địa chỉ của đồng chí, các đồng chí xong mình giả ngay. Thế mình không có lấy lâu. Đấy. Alo, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Mình đang đấu hai cầu loa đấy, đang chạy hai đôi đấy nhỉ. Đấy. Thì chia sẻ tới các đồng chí rồi. Đấy, chúng ta cũng không nên cực đoan quá về con 03 06. Đấy, tại vì những cái nhà sản xuất người ta sản xuất được ra cái âm ly, người ta vẫn tin dùng nó thì chúng ta cũng dùng được. Thế nhưng chỉ có cái điều là con 03 06 thì nó hơi khó chỉnh. Nếu không biết chỉnh là nó sẽ rú rít. Thì mình chia sẻ các đồng chí rồi. Đấy. Cái này, cái núm 2 này. Đấy. Ta để về hướng 11 giờ như thế này nhá. Thì ta có bảo nó rít nó cũng không rít, thế nhưng ở cái chỗ của mình ý, thì mình có thể nâng lên hướng 1 giờ mà nó vẫn không rít nhá. Đấy là thông tin đấy quý vị và các bạn như vậy. Âm ly này thì đương nhiên rồi, đấy, chưa cần dội diều vẫn có thể đàn ca xéo nhị hát nhá. Đấy, thế còn nó đánh thì quá là cẳng, chứ không phải là cẳng. Nhiều đồng chí bảo âm ly nó khỏe đánh nó mới cẳng nhá. Thế thì con này gọi là con âm ly khỏe đúng không? Đấy, tại vì nó đánh rất cẳng, căng biết lên đẹp nha. Alo, alo, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Alo, mình thử làm tí nhá. Alo, kỷ niệm về cô gái trường xưa, kỷ niệm về cô gái sao liên ngày chiến tranh. Em yêu cây chim rừng trường sơn, em yêu đóa hoa rừng trường sơn, cho anh trao mối tình nào. Đó nhá, đấy, vẫn cứ nhớ kỷ niệm về em cô gái trường sơn. Bây giờ mời các đồng chí chuyển sang cái vấn đề nhạc nhá. Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Mời các đồng chí. Do ca sĩ Thanh Tuyền thể hiện. Đánh cầu E này. Đánh cầu B này. Đánh cả hai cầu nhá.
Cảm ơn các đồng chí đã luôn đồng hành cùng Khang Audio. Chào thân ái. Merci.